Hiện nay, tại thôn Nhân Bồi, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hàng loạt hộ dân đang gửi đơn khiếu nại lên các cấp chính quyền về việc Ủy ban Nhân dân xã Duy Thành thu hồi đất không bồi thường đất và hoa màu cho người dân. Bên cạnh đó, việc xã cấp đất cho các đối tượng đã có đất và nhà ở đã làm trái với chủ trương của Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, làm cho người dân mất niềm tin vào chính quyền. Ngoài ra, việc thu vượt ngân sách một số tiền rất lớn của Ủy ban Nhân dân xã Duy Thành đã gây bức xúc lớn cho người dân tại địa phương. Báo điện tử Tầm Nhìn đã vào cuộc tìm hiểu sự việc này. Theo phản ánh của người dân địa phương, thì từ năm 2016 đến 2017, Ủy ban Nhân dân xã Duy Thành đã đem diện tích đất mà dân đang canh tác để đấu giá giao đất cho công dân. Điều đáng nói, diện tích đất này đang được những hộ dân canh tác hàng chục năm và không có tranh chấp. Đến năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Duy Thành mới ra một thông báo đơn giản là buộc người dân phải ngừng sản xuất trên đất của mình để Ủy ban Nhân dân xã đưa diện tích đất nói trên phục vụ cho công việc xét giao đất ở cho công dân. Vừa hồi trước là vừa có ông bò mình, cái mới làm giải pháp gì, cái là mình bắt đầu có mình khô ho, trồng lúa, cái thật. Còn lúa trời gần lắp lúa của mình luôn á. Đó, lắp lúa lấy không đâu ăn hủy gì đó. Nhưng mà cũng có đền bù hoa màu. Lấy không lấy. Lấy không. Có quyết định thu hồi không? Quyết định thì bọn nó là lái đất để đáo bón, quyện bón thôi, bông sỏi thành bón thôi chứ thu hồi gì đâu có. Anh là cháu ngồi qua. Cháu ngồi của ông Trần Văn La. Đến lúc này, người dân tại thôn Nhân Bồi mới vỡ lẽ là đất mình đã được giao và cấp sổ đỏ cho người khác. Điều đáng nói thì sau thông báo đó, người dân hoàn toàn không được đền bù trên diện tích đất mình khai hoang, cải tạo canh tác mấy chục năm từ đời ông bà để lại và kể cả hoa màu có trên đất. Như vậy, thử hỏi Ủy ban Nhân dân xã Duy Thành đã làm đúng thẩm quyền của mình hay chưa? Nói chung là hồi trước chữ là cái đất trước này là cắt dừa của ông bà. Cách trang khi mà hầu giải phán vậy là mình đóng dừa, mình che, mình lùm nhòa là trang khi là có trên chỗ có chúng thu thế. Thu thế hình như năm 10 năm vậy. Tới năm 18 là mấy anh tự nhiên anh đưa anh đau đất. Anh đau đất anh đưa vô soạn một đấu một điện thoại không biết. Rồi mới sang cái anh chạy xuống đây anh mới nuốt một giò là ông kêu đưa một cái giấy ông kêu chú đừng canh tốt nữa để cho có hộ họ đấu đây họ đổ đất họ lùm nhòa. Chỉ có nói chứ còn không có vô tiền không có hỗ trợ những đền bù tiền bột gì hết trơn không có đồng mỗi một lần núa nó rồi là đi luôn tới bây giờ. Quyết định số 14163/QĐ Ủy ban Nhân dân ký ngày 3 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt quy hoạch phân lô chi tiết để giao đất cho công dân tại khu vực thôn Nhân Bồi, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Thì Ủy ban Nhân dân xã Duy Thành có trách nhiệm lập thủ tục giao đất ở cho các hộ công dân trên địa bàn xã theo đúng quy định của pháp luật. Phương án phân lô chi tiết giao đất ở cho công dân có ghi rõ đối tượng được giao đất ở là những hộ công dân chưa có chỗ ở để có điều kiện ổn định cuộc sống. Là anh nói cụ thể là cái đối tượng được vô là cái đối tượng gì? Những người chưa có đất. Những người chưa có đất anh? Những người chưa có đất ở. Qua tìm hiểu của phóng viên thì có ít nhất 2 trường hợp gia đình đã có đất ở nhưng vẫn được giao đất. Điều đáng nói ở đây lại là đa số các hộ gia đình được giao đất lại không xây nhà ở mà chuyển nhượng lại, trong đó có cả trường hợp gia đình có đất nhưng vẫn được giao đất. Như vậy có hay không sự móc ngoặc giữa các bên để nhận được đất giá rẻ và chuyển nhượng bán lại kiếm lời? Chưa dừng lại ở đó, trong 3 năm từ năm 2016 đến 2018, xã Duy Thành giao đất cho dân nhưng lại thu tiền vượt quy định ngân sách một khoản tiền rất lớn. Việc này chỉ được phát hiện ra khi có sự phản ánh của người dân địa phương. Vậy số tiền thu vượt này hiện giờ ở đâu và đã được sử dụng vào mục đích gì? Mà cái số tiền đó, nó thu có vượt nhiều không? Còn thu thì đúng ra là vượt chứ, vượt là cỡ tỷ chín đó. Chính là tổng cộng là mấy chục lô đó. Vượt là mấy chục lô là vượt ra cái ngôi mòi ngân sách là chỉ tính. Không, vùng ngân sách, vẫn thu như ngân sách, nhưng mà thu ngân sách địa phương để đối ứng có công trình. Nếu mà lộn mình thu vô để mình chi trả có công trình thôi, chỉ dựng cái bỏ nào chứ mình không có chi vô không có, hoặc là không bỏ ra nguồn. Những vấn đề này cần được chính quyền xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên giải đáp cụ thể để người dân được sáng tỏ. Qua bài phản ánh này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra làm rõ để tạo niềm tin cho người dân sinh sống tại đây.
Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.